Kính chào quý vị, tôi là MC Ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu bản tin điểm báo 18 giờ hôm nay, mời quý vị cùng nghe những thông tin tổng hợp vừa được cập nhật, được đăng tải trên trang báo mới.com, dinhnews.vn, thanhniên.vn và tuổitrẻ.vn. Cảnh sát kinh tế thành phố Hồ Chí Minh bắt lô thuốc trị COVID-19 chưa được cấp phép. Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra căn nhà ở thị trấn Nhà Bè, phát hiện số lượng lớn thuốc trị COVID-19 không nguồn gốc, chưa được cấp phép. Cơ quan chức năng nghi vấn một số thuốc bị phát hiện là hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ và chưa được cấp phép lưu hành. Số hàng có xuất xứ đồ này có giá trị khoảng 2 tỷ đồng. Vụ việc đang được điều tra. Doanh nghiệp ngành thủy sản gặp khó bởi quy định kiểm dịch. 100% lô hàng thủy sản đông lạnh nhập khẩu phải chịu quy trình kiểm dịch. Để ngăn ngừa dịch bệnh khiến thời gian thông quan chậm trễ, phát sinh nhiều chi phí, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết, vấn đề cốt lõi hiện nay khiến các doanh nghiệp thủy sản cảm thấy không thỏa đáng là một mặt hàng thực phẩm thủy sản nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu, gia công xuất khẩu hay tiêu dùng nội địa, có chung một nguồn gốc xuất xứ do một doanh nghiệp nhập khẩu trong nhiều năm, nhưng 100% đều phải thực hiện kiểm tra theo quy định. Vận tải biển lãi lớn, đường sắt và hàng không chở hàng để có thêm doanh thu. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, buộc hàng không và đường sắt phải chuyển hướng sang chở hàng hóa để có thêm doanh thu, trong khi vận tải hàng hải lại tăng trưởng cao và lãi lớn. Nhờ hệ thống cảng biển phát triển, từ Việt Nam hàng hóa đã có thể xuất khẩu trực tiếp trên các tuyến vận tải biển đi các nước nội Á. Năng lực đón tàu lớn nhất trên thế giới của cảng biển đã có từ các cảng cửa ngõ như Lạch Quyện, Cái Mép Thị Vải đi bờ Tây, bờ Đông nước Mỹ, châu Âu. Thành phố Hồ Chí Minh, nạn đãi đinh tái diễn trên cầu vượt tỉnh lộ 10. Chỉ sau chừng 5 ngày khi lực lượng chức năng thu gom đinh rải trên quốc lộ 1, quận Bình Tân thì tình trạng này lại tiếp tục tái diễn, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Giá heo hơi hôm nay 23 tháng 1 năm 2022 dự báo vượt mốc 60.000 đồng 1 kg trong tuần tới. Xu hướng tăng giá heo hơi vào tuần trước Tết vẫn diễn ra khi giá heo hơi tại các tỉnh Long An, Đồng Tháp, Bến Tre, An Giang trong tuần đã tăng từ 6.000 đồng đến 7.000 đồng 1 kg. Nghệ An, để xảy ra đốt pháo, chủ tịch xã, huyện phải chịu trách nhiệm. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã nếu để xảy ra tình trạng đốt pháo tràn lan trên địa bàn, trong đêm giao thừa sẽ phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nghệ An yêu cầu các xã, phường, thị trấn thành lập các tổ công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống pháo trong đêm giao thừa, bảo đảm mỗi xã, phường, thị trấn phải có ít nhất một tổ công tác. Tiếp tục bản tin là những thông tin tổng hợp thế giới đáng chú ý. Mời quý thính giả cùng nghe. Ngoại giao bế tắc, Nga và phương Tây trước nguy cơ một cuộc xung đột nóng. Trong bối cảnh ngoại giao bế tắc, Nga và phương Tây đứng trước nguy cơ bùng nổ một cuộc xung đột quân sự khi hai bên đều từ chối thỏa hiệp, lẫn nhau và cảnh giác trước mọi động thái của đối phương. Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine hôm qua, ngày 22 tháng 1 yêu cầu sơ tán tất cả các nhân viên không thiết yếu, trong khi những lô vũ khí đầu tiên mà nước này cung cấp cho Ukraine cũng bắt đầu được chuyển đến. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy ngòi nổ chiến tranh tại Ukraine vẫn chực chờ bất chấp việc Nga, Mỹ đã nhất trí duy trì đối thoại. Nga và phương Tây đang trong cuộc khủng hoảng an ninh tồi tệ nhất kể từ chiến tranh lạnh. Điều các nhà khoa học lo ngại về thuốc viên điều trị COVID-19. Các nhà nghiên cứu và cơ quan quản lý y tế Mỹ lo lắng SARS-CoV-2 sẽ tìm ra cách để né tránh những viên thuốc điều trị COVID-19. Từ sớm, gây ra tình trạng kháng thuốc cho người dùng. Virus SARS-CoV-2 thường đột biến và cho phép chúng vượt mặt thuốc kháng virus, đặc biệt là khi dùng thuốc riêng biệt, như trường hợp của những viên thuốc điều trị COVID-19 mới. Đó là lý do các phương pháp điều trị virus khác như HIV và viêm gan C phải đi kèm nhiều loại thuốc. Sự kết hợp các loại thuốc làm giảm nguy cơ kháng thuốc do đột biến vì virus cần hoạt động nhiều hơn để tồn tại.
Thái Lan chú trọng vấn đề thuế, tín dụng carbon trong năm APEC 2022. Các bộ trưởng tài chính tập trung thảo luận vào việc sử dụng các công cụ tài khóa để tạo ra tính bền vững, chẳng hạn trái phiếu xanh và thuế carbon để chống biến đổi khí hậu. Khu vực doanh nghiệp Thái Lan dự kiến sẽ đưa ra thảo luận về mô hình kinh tế BCG, đồng thời đề xuất tài trợ vốn để giúp các doanh nghiệp tại 21 nền kinh tế thành viên trong các cuộc họp của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC. Tiếp theo bản tin 18 giờ hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe bài viết Chủ nhật đỏ năm 2022 tại Hà Tĩnh tiếp nhận 520 đơn vị máu. Bài viết đăng tải trên trang báo mới.com. Chương trình Chủ nhật đỏ năm 2022 được tổ chức trong điều kiện đảm bảo các quy định phòng chống dịch COVID-19, tập trung vào hoạt động hiến máu. Ban tổ chức đã bố trí địa điểm tại nhà thi đấu có sức chứa hơn 2.000 chỗ ngồi, chia nhiều khu vực lấy máu nhằm đảm bảo hạn chế tập trung không quá 50 người, chia khung giờ cụ thể cho từng địa phương, đơn vị. Người tham gia hiến máu được đo thân nhiệt, sát khuẩn, đảm bảo quy định 5K. Quý thính giả thân mến, khu du lịch Hầm Hô thuộc địa phận thôn Phú Mỹ, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn cách thành phố Quy Nhơn khoảng 50 km về phía Tây Bắc. Chúng ta có thể đến Hầm Hô bất cứ lúc nào, nhưng đẹp nhất là vào mùa hoa lộc vừng nở. Du khách cũng có thể tự tay câu những chú cá, tươi ngon và thưởng thức thành quả của mình và lắng nghe tiếng chim hót, tiếng thác nước chảy để cảm nhận cảnh đẹp thiên nhiên thơ mộng nơi đây. Thưa quý thính giả, tại nước Pháp, có một dòng suối ngầm được mệnh danh là suối ngầm bí ẩn, đáng sợ bậc nhất thế giới. Phần cuối bản tin 18 giờ, mời quý thính giả cùng khám phá suối ngầm không đáy, bí ẩn nhất thế giới. Qua bài viết được tải trên trang vietnamnet.vn, Fasdian là một dòng suối nổi tiếng ở nước Pháp. Người La Mã từng sử dụng nước ở suối làm nước uống, người Celt cổ xưa coi đây là nguồn nước thánh thiêng liêng. Trong khi đó, người Pháp lại dùng nơi này như một nhà tắm công cộng trong suốt thế kỷ 18. Thoạt nhìn, bể trong như một chiếc hồ bơi nhỏ, hấp dẫn với màu nước trong xanh. Tuy nhiên, đó là một chiếc hồ không đáy và chưa ai có thể thành công khám phá được. Cũng chính điều kỳ lạ này đã thu hút nhiều du khách tìm đến đây, nhất là những người mê du lịch thám hiểm. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý áo điểm báo trưa nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại trong bản tin trợ lý áo điểm báo lúc 6 giờ sáng mai, ngày 23 tháng 1. Thân mến, chào tạm biệt.